đến Việt Nam là người ta muốn cái cảnh Việt Nam. Đi ra đường gặp con gái Việt Nam, mặc đồ Việt Nam, nhìn nó ra vẻ Việt Nam, ok, cái mùi nước mắm đồ, hay là cái cảnh làng quê. Còn giờ đi ra Nha Trang giờ Wood ở đâu vậy? Đang ở Paris hay ở Hawaii? Mấy y chang ha. Không khác gì thì mắc mớ gì, tao đi tao dân Mỹ tao ở Hawaii tao chơi, mắc mớ tao đi về bển tao chơi chi. Mày phục vụ đã hơn, giờ mấy châu Âu cũng vậy thôi, tự nhiên vô giờ mà cái này cũng giống. Y chang Miami, y chang Florida thì mắc mớ đi về đó chơi chi. Đúng không? Giờ quý vị thấy không? Ví dụ như bên Thái đi, ok, người ta quay cái cảnh Thái, người ta quay gì cái dần dòm cái thấy Thái Lan liền. Ok, cũng có mấy cô rồi này kia, mấy cái nhà lá rồi kiểu Thái rồi này nọ, mình dòm vô tới Thái ăn đồ Thái rồi. Con này đi quay ra đứng Đà Nẵng cầm máy quay ngồi quay tới quay lui tôi dòm, ủa cũng nhà kiến, cũng vậy bãi biển, cái cũng mấy cục xi măng, cũng cái đường đi trên này lái xe xuống rồi cũng ngoài đó cũng để mấy cái ghế rồi cũng giống nhau rồi, rốt cuộc đi du lịch chui vô ba cái spa, ba resort, cái tự nhiên cái biển của người ta cái lấn lấy nguyên cục vậy đó, cái xây biển cái cho nước biển chảy vô rồi cái để mấy cái đó, cái để mấy cái ghế lên trên đó nằm, cái kêu đi Đà Nẵng. Ủa mẹ đi Đà Nẵng kiểu đó cũng vậy, tưởng đó đi ra với thiên nhiên rồi tắm biển ngoài thiên nhiên, không có, với chui ra ngoài đó. Rồi mấy anh kia hôm nay xin hello mọi người, mình ở chỗ này đẹp lắm, tưởng đâu đẹp làm sao, đứng tuốt trên các trạng cầm cái phone quay xuống. Tao nói ủa vậy mày cũng vậy cũng du lịch đó hả? Ủa du lịch vậy thì tao đi hoài luôn á, năm biết tao đi mấy chục lần. Cũng cái nhà đó, cũng mấy cái kiến, cũng ở khách sạn năm sao, người ta không có phải. Mẹ người ta đi đến Việt Nam người ta chơi, người ta đi cái núi đó, tại cái núi đó nó thiên nhiên, nó đẹp. Quý vị nhìn nó cái đầu mà của cái thằng làm du lịch á, của cái người mà người ta biết gọi là thiết kế cái đất nước, người ta biết đóng góp cho đất nước, người ta có nhiều cái chương trình để người ta làm cho đất nước nhiều lên. Còn bây giờ nó phá nát banh chành hết á. Quý vị thấy tại sao quý vị đi du lịch Thái Lan? Quý vị Thái Lan là ok, mình đi đến Ao Nan, mình đến bãi biển Pattaya, ok, mình đi Chiền Mai đồ, tại vì mấy cái cảnh hùng vĩ, ok, tại vì những cái đồi núi, những cái ngôi chùa, những cái buôn làng nó tự nhiên của nó, cây lá đồ này kia, ăn đồ sản vật địa phương. Chứ đâu phải mẹ tới Thái Lan uống rượu champagne, uống whisky, uống XO. Mẹ chỉ tao đi Thái Lan làm chi?